Trong khi đó thì Pháp gia tăng các biện pháp an ninh, tính từ Paris. An ninh được gia tăng tại thủ đô của Paris vào sáng ngày hôm nay, trước khi những người Hồi giáo tới các ngôi đền để cầu nguyện. Chính quyền hy vọng trên các sạp báo trong ngày hôm nay sẽ không có tờ báo nào đăng hình biếm họa giáo chỉ Mohammed. Cảnh sát đang vẫn còn canh gác tòa soạn của tờ báo Charlie Hebdo. Tại tòa đại sứ Hoa Kỳ, cảnh sát chống bạo động không cho các ký giả tới gần, viện dẫn lý do an ninh. Gần đó có nhiều chiếc xe van và xe bọc sắt của cảnh sát đậu ở quảng trường Place de la Concorde nhằm đề phòng biểu tình. Tờ báo Charlie Hebdo đã đăng một số hình biếm họa giáo chủ Mohammed từ ngày thứ Tư, nói rằng số hình ảnh này chỉ nhằm làm vui trong lúc những người Hồi giáo phản đối cuốn phim ở Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius nói rằng tờ báo đang chế dầu vào lửa và đã ra lệnh gia tăng các biện pháp đề phòng an ninh tại các tòa đại sứ và cơ quan ngoại giao ở hải ngoại. Trường học và các cơ sở ngoại giao tại 20 quốc gia sẽ đóng cửa vào ngày hôm nay.